Hello, xin chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Hưng Nhật Bãi và kênh Nhật Bãi 36. Dạ vâng, ngày hôm nay thì bên em xin quay cho bác một chiếc xe bãi Nhật xe gian. Một thương hiệu rất là nổi tiếng của Đài Loan, hàng xuất uh, cho thị trường Nhật. Con này thì trên thị trường hiện tại các bác cũng uh, đang thấy họ đang đi thể dục thể thao rất nhiều và yêu chuộng cái dòng này, dòng uh, gian thương hiệu rất là nổi tiếng toàn cầu. Uh, một chiếc xe này là chiếc xe khung nhôm và càng của nó là càng hợp kim À, rất là nhẹ con này thì em sẽ đi về chi tiết của xe để cho các bác hiểu sâu hơn về một chiếc xe bãi của bên em thì xe bãi bên em thì rất là nhiều và đa dạng màu mã cho các bác rất là nhiều thương hiệu rất là nổi tiếng và đặc biệt hơn nữa thì dòng xe bãi đi các bác đi nó cấu hình nó rất là ổn định và nó rất là khỏe xe và đặc biệt hơn nữa thì nó rất là bền Đấy, nó rất là bền xe các bác nhá này là các bác cứ lựa chọn đúng một kênh ưu vào kênh uy tín và cái sản phẩm hàng bãi các bác dùng nó rất là chất lượng và nó giá thành nó rất là rẻ thì đây này các bác một lô xe em về cho các bác này đây là một lô xe hàng bãi mà em vừa mới về để chưa vệ sinh đây à, so sánh cho bác luôn đây con này sau khi về về thì em bên em vệ sinh dầu mỏ âu trục bi đã trơn chua rồi em tra hết cho thợ trả hết cho bác các bác về các bác chỉ lên xe là các bác đi thôi chiếc xe này thì uh, sơn của nó là sơn zin con này thì nó đặc biệt thì nó sẽ là hai màu sơn. hai màu sơn thì nó thường thường là sẽ đắt hơn so với những dòng xe một màu sơn. Và con này thì giá cũng rất là hợp lý cho các bác luôn. Một con ít kết 3 Con này thì cái chiều cao của các bác cứ lên cho em là từ 1m65 các bác nhá. 1m65, 63 các bác trở lên là các bác đi rất là ok và rất là ổn định đẹp. À, khung của nó là khung nhôm sơn zin các bác. Sơn zin này, mối hàn vây cá của nó rất là đẹp luôn. Đây, đây là những mối hàn vây cá robot rất là đẹp các bác nhá. À, không nhôm Đấy, gian này, con này. Đấy. cọc nước này là cũng là cọc nước zin này con này. Con này là giờ 3 các bác nhá. Đây, đấy 3 này. Nhôm amolium này con này, rất là chất, đấy, sơn zin. À, con này thì cọc in của nó là cọc in zin của gian các bác Gian này, đấy, cọc này là cọc in xịn của gian và nó bằng nhôm. Đấy. Và da in này thì em bọc lại có nhá. Da in em bọc lại còn cọc in này, cọc in zin của nó nẹp in cũng là nẹp, nẹp in zin luôn. Đây, con này thì phanh của nó là phanh hình chữ V và là phanh nhôm cái này các bác phanh nhìn thấy rất là đẹp luôn phanh hàng bãi đang còn rất là đẹp con này thì dụng sử dụng cho bác là với 3 đĩa các bạn ba đĩa này Đó, bộ chuyển động của con này là Shimano Atut quá đấy Shimano Atut này đây các bác hàng bãi về nó sẽ mờ mờ này Atut này Đó, và đùi của nó là đùi nhôm đây bác nhìn thấy đùi nhôm của thằng gian này rất đẹp Đó, đùi nhôm Đó, đùi nhôm bốn cháu nha đây đùi nhôm bốn cháu này nó chơi toàn toàn là lục lăng luôn đấy, ốc của nó ốc toàn lục lăng có mã trên uh, phần uh, đĩa này này. đấy, này răng đĩa cũng đang rất là đẹp bác thấy răng đĩa rất là đẹp Sibino trên này Sibino đầu đuôi đĩa như thế này các bác thấy là đã ok chất rồi. Đấy, con này thì đây các bác uh, bàn đạp của nó này bàn đạp xịn của xe luôn này à, với cái dòng này thì nó sử dụng cho bác là uh, 2, 4, 6, 8 tám lít các nha 8 lít đây tám và clip cũng đang còn rất là đẹp bác nhìn thấy nó bộ clip của nó này đó là việc đầu của nó clip nó đang còn rất là phung thành sắc cạnh nó không bị vẹt không bị nhọn nhá đang ít khi sử dụng nên dòng xe này người ta đi ra bãi khoảng tầm à, vài năm rồi nhưng mà đang còn rất là chất chất các bạn nhá đây bộ chuyển động à tốt xịn của nó luôn gái xịn theo xe cái mối hàn của bác này nhìn mối hàn của nó rất là đẹp luôn con này thì lốp của nó đây là, là một dòng lốp xịn của xe luôn lốp zin đây lốp zin và lốp của nó là lốp à uh, Deriton uh, uh, này các bác này, Deriton này. Đấy lốp Deriton lốp xịn của nó này. Bộ lốp của nó đang còn rất là đẹp các bác. Đây, bác quay cho bác kiểm một uh, lốp này. Đấy, tất cả lộc xung quanh lốp nhá. Lốp này là lốp 700 x 25C các bác nhá. Đây, 700 x 25 này. Đấy, 700 x 25. À với uh, bộ vành của lốp xe này là bộ vành uh, nhôm Đấy, hai lớp xé gió dòng vành này đi cực nhẹ luôn các bác nhôm hai lớp xé gió này và nan hoa của nó là nan hoa inox và chân của nó là chân đồng các bác đi rất là bền và nó rất là bóng Đấy, dòng này thì rất là bóng và rất là sướng luôn mai mai ơi của nó này các này Đấy, mai ơi nó là mai đầu nhôm nhá Đấy, khóa hồng uh, khóa nhanh của nó đây này là zin theo xe luôn Đấy, tất cả đây là zin theo xe phanh của nó phanh tích trô này phanh nhôm này rất là đẹp Đấy, chiếc xe này rất là chất luôn các bạn à, sơn zin của nhá Đấy, sơn từ kìa. chi tiết xe của nó rất là đẹp luôn à, tăng con này là bu tăng nhôm với nhá này bu tăng nhôm này ghi đông cũng là nhôm này Đấy, bộ bấm xả con này là Sibino con này Đấy, bộ bấm xả là Sibino nhá con này bấm xả của nó dịn theo xe luôn con này Đấy, nó ố theo thời gian này này các bạn nhìn này Đấy, 1, 2, 3 này, 3 đĩa này Đấy, 8 lip này, nó ố theo thời gian Nhưng mà bộ, của nó là bằng zin theo xe luôn Đấy, bộ bấm xả cực sướng luôn Con này thì chung nữa là chung zin luôn con này Đấy, chung zin luôn, cái tay nắm này là cũng là tay nắm zin luôn này. Đấy, theo xe luôn, phanh của nó là phanh nhôm. Đấy, tem trước đây bạn ơi, tem trước nó nó bị hơi bị chảy một chút nhưng mà vẫn đang còn rất là đẹp. Đấy, tem trước này, phanh tích trô này. Đấy, càng của nó đây, càng zin theo xe này. Mai hồi trước cũng zin theo xe, bạn Nhiều cái từ cái mũ ốc cũng là zin theo xe luôn các bạn. Vành là vẫn là vành nhôm hai lớp xe gió, bánh trước là 700 x 25 cũng xin zin theo xe luôn, lốp zin theo xe bám đường rất ít luôn các bạn này. Đấy, lốp Kenda các này. Rõ ràng luôn các bác về cái sản phẩm này luôn Đấy Hiện tại một chiếc xe bãi nhật xịn như thế này Hàng chất lượng như thế này Thì em đang giao lưu cho các bác là với giá là 7 triệu 300 nghìn đồng Bao ship tận nhà các bác nhá Đấy bao bao ship tận nhà là 7 triệu 300 nghìn đồng bao ship tận nhà Đấy bác nào chốt được thì liên hệ cho số điện thoại của bên em 0909 999 083 Hoặc 0822 678 868 Đây là em đang quay trực tiếp cận cảnh cho các bác tại nhà em luôn Đấy Còn đống này là đống xe về em chưa dọn này Đấy cái đống này làm chưa dọn các bác này con này. một đống về chưa dọn 150 chiếc. Còn chiếc này thì em dọn rồi. Đấy so sánh các bác thấy khác biệt rất là rõ ràng luôn. Xe thì tất cả là xe rõ là, là sơn zin 100% cho bác. Đấy, và bộ chuyển động của nó là zin đét 100% luôn. Con này thì à, em chỉ có lắp thêm cho các bác là một cái phản quang à, trước này. Đấy, lắp thêm vào phản quang trước và lắp cho bác một cái chắn bùn trước và chắn bùn sau và bọc lại dây in thôi. Đó là cái à, thêm còn à, hầu như là nó zin đét cho bác 100% trăm rồi đấy các bác nhá bác nào mà chốt được chiếc xe này thì liên hệ cho bên em không chín không chín 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 không ba bác nào mà chưa đăng ký kênh thì cũng ủng hộ cho bên em xin một nút đăng ký kênh và một nút like để em có những video mới và những, những video hàng tuyến em sẽ lên sóng cho bác về sản phẩm tốt nhất các bác nha. xin chào và hẹn gặp lại các bác